Chào mừng các bạn đến với live stream của Thẩm mỹ viện Lilia. Hình ảnh các bạn đang xem là hình ảnh trước khi nâng mũi của bạn khách hàng tên là Hằng. Bạn Phương ạ. Hình ảnh các bạn có thể quan sát thấy là với bạn Phương đã nâng mũi được 5 năm nhưng mà sống mũi bị lệch sang bên phải. Với góc chụp này thì các bạn sẽ quan sát rõ hơn. Đây ạ. Các bạn có thể quan sát thấy là sống mũi bị lệch khá là rõ, và cái dáng mũi không được cao như ý như mong muốn của bạn Phương, cho nên là bạn Phương đã đến Lilia để sửa lại. Thì đây là hình ảnh ngay sau khi rút sụn của bạn Phương. Các bạn có thể quan sát thấy là cái gốc mũi khá là bè, sống mũi ngắn, đầu mũi cũng khá là to ạ. Đây các bạn có thể quan sát thấy. Đây ạ, một số hình ảnh ngay sau khi rút sụn của bạn Phương đây ạ. Còn đây là hình ảnh ngay sau nâng mũi Glide của bạn Phương. Các bạn có thể quan sát thấy là sống mũi của bạn Phương đã cao hơn. Tình trạng mũi mà bị lệch thì gần như là không còn, mà hai bên cánh mũi thon gọn hơn. Đầu mũi được đẩy ra bay hơn. Đây, với cái góc nghiêng này thì các bạn có thể so sánh hình ảnh trước sau đi. À Phương ơi, chị nhớ em một chút. Đây, các bạn có thể quan sát thấy. Trong quá trình thực hiện thì em có cảm thấy như nào không nhỉ? Rất là thoải mái ạ. Em bác sĩ cũng bác sĩ cũng mát tay đúng không? Dạ vâng ạ. Thực hiện nhẹ nhàng đúng không? Vâng. Ừ rồi. Đây chị mời em xem cái dáng mũi của mình ngay sau khi làm nhá. Vâng. Em có ưng không? Khắc phục được mũi lệch của em rồi đấy. Ừ. Và bác sĩ cũng đẩy ra dài, để cao hơn. Bay hơn. Đúng cái mong muốn của em đúng không? Vâng. Mà khi hết sưng là sẽ một vài ngày nữa thì cái tình trạng sưng nề sẽ giảm hẳn, mũi cũng sẽ gom dần vào ấy, cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều em ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nhá. Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.